trong các nền tảng hệ loại hiện nay thì Android là nền tảng cho phép chúng ta tùy biến nhiều nhất, trong đó có thể kể đến các launcher trên các thiết bị smartphone của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái launcher mình chưa từng có từ xưa đến nay. Nó sẽ giúp các bạn biến cái điện thoại của mình thành một cái thiết bị không hề giống bất cứ ai. Nếu như các launcher khác đơn giản chỉ là các bạn thay đổi các cái biểu tượng, sắp xếp lại các cái icon widget như vậy là đã hết rồi, thì với launcher này các bạn sẽ có cùng một cái launcher giống nhau như các thiết bị di động, nhưng mà giao diện thì sẽ không giống bất kỳ ai. Các bạn đang thấy cái chiếc HTC One và Galaxy Note 2 của mình đang sử dụng cùng một launcher này, nhưng mà giao diện rất là khác nhau và độc đáo. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn ứng dụng Boost Launcher là ứng dụng tuyệt vời nhất để chúng ta tùy biến trên di động. Đây là giao diện chính của mình, thì các bạn thấy là nó thay vào những cái biểu tượng, những widget trước đây bằng những cái nó phối hợp với nhau rất là hài hòa, đẹp và phong cách riêng. Góc dưới này hiển thị đồng hồ, bên này lịch và trên này là thời tiết và đồng hồ kim của mình. Chúng ta có phím bấm như là phone này, mình bấm vào sẽ lên điện thoại này. Mình bấm vào message thì sẽ vào tin nhắn, vân vân. Và đây chính là cái app drawer của cái launcher này. Sau khi mà mình mở lên thì nó hiển thị danh sách ứng dụng như sau. Các bạn thấy là cũng không khác gì Android 4.0 mặc định. Ở bên này chúng ta sẽ hiện ba vạch thì chúng ta bấm vào. Ở đây chính là nơi hiển thị một số cái mục khác của Boost Launcher. Chúng ta có thể hiển thị những cái ứng dụng mà đã sử dụng thường xuyên nhất hoặc là ứng dụng mới được cài đặt vào gần đây. Nó sẽ thống kê cho các bạn có bao nhiêu widget và bao nhiêu ứng dụng mà các bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Và các bạn có thể lên Play Store cài đặt ứng dụng này vào. Đây là phiên bản beta đang trong quá trình thử nghiệm sử dụng, thì nó chỉ có một lỗi nhỏ là đôi khi là nó sẽ bị bắt buộc đóng. Các bạn vào Boost Launcher và đây là giao diện chính mà chúng ta cần phải quan tâm. Các bạn nhớ kết nối với lại 3G hoặc là Wi-Fi khi sử dụng ứng dụng này để nó có thể tải các thông tin và theme trên mạng về. Đây là cái homepage dành cho Boost, tức nghĩa là toàn bộ tổng hợp tất cả những cái theme này là do người dùng họ làm và họ upload lên. Nếu bình thường trước đây với những cái theme đẹp như vậy các bạn phải mất hàng tiếng, hàng ngày để có thể làm được một cái theme này, rất mất nhiều thời gian. Nhưng mà hiện nay với Boost Launcher, đại khái nó là những cái theme đã được làm sẵn, sau đó các bạn nó sẽ đóng gói lại thành một cái file và gửi lên cái Boost Launcher này, và các bạn có thể lên download về và apply vào cái home screen của mình, rất là đẹp và độc đáo. Thì ở đây nó có 3 mục gồm Start Pick là nhân viên lựa chọn, tiếp theo là mục Hot và mục New. Các bạn có thể lựa chọn những cái theme này và download về. Các bạn bấm vào một cái theme thì lập tức nó sẽ hiển thị lên toàn bộ cái giao diện của cái theme đấy sau khi chúng ta sẽ cài đặt ra sao. Và đây là sau khi các bạn mở một cái theme lên, các bạn thấy là nó sẽ cho chúng ta xem giao diện home screen như thế nào. Các bạn kéo xuống bên dưới sẽ để ý một điều, ở đây nó sẽ hiển thị cái mục là ứng dụng. Thì đây là danh sách những cái ứng dụng mà sau khi cài đặt launcher này nó sẽ khuyến khích các bạn nên cài đặt vào để có thể hoạt động hết được mọi cái giao diện này. Ở đây đại khái có thể giải thích các bạn hiểu như sau. Đây là cái màn hình home của mình, và trên góc này nó có một dòng chữ là Instagram. Tức nghĩa là khi mình bấm vào thì đáng lẽ ra ấy, là nó sẽ truy cập trực tiếp vào Instagram. Đây là phím truy cập nhanh, nhưng mà mình lại không sử dụng ứng dụng này. Vì vậy nên mà ứng dụng sẽ khuyến khích chúng ta nên download về. Khi các bạn tải về, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ đưa các bạn lên Play Store và download Instagram về. Nhưng các bạn không thích thì các bạn có thể chạm giữ vào cái dòng chữ này, sau đó bấm Edit. Các bạn có thể thay thế cái ứng dụng Instagram bằng một ứng dụng khác mà các bạn yêu thích. Ở đây mình đã thay nó bằng cái ứng dụng chụp ảnh mặc định của mình. Ngoài ra ứng dụng này thì có một cái điểm yếu mà mình không thích, đó là các bạn đã biết thì theme của chúng ta sau khi download về, các bạn có thể download cả đống về. Lần sau các bạn nếu mà thích các bạn sẽ có thể thay thế luôn. Nhưng với cái ứng dụng này thì nó chỉ download về và sử dụng trực tiếp. Nếu các bạn download cái khác về thì cái kia sẽ bị mất đi, và chúng ta tức nghĩa là mỗi lần các bạn chỉ thể download một cái theme về và sử dụng mà thôi. Khi bấm download nó sẽ lựa chọn là một là các bạn sẽ thay thế cái theme mới này vào cái chỗ theme mặc định, tức nghĩa là chúng ta sẽ biến mất cái theme cũ và thay thế theme mới, hoặc là các bạn sẽ bổ sung cái theme này vào màn hình home. Tức nghĩa là lúc này trên màn hình của các bạn không chỉ có một theme mà sẽ có hai theme khác nhau, và khi các bạn kéo sang các màn hình home khác nhau thì các theme sẽ tự thay đổi vị trí cho nhau, rất là hay và tuyệt vời. Ngoài ra thì các bạn lưu ý một điều, tức không phải là cái theme nào nhìn đẹp như thế này các bạn có thể sử dụng được ngay, mà nó còn tùy thuộc vào các widget. Ở đây trên chiếc HTC One của mình chẳng hạn, thì đây là các những cái biểu tượng như là đồng hồ này hoặc là thời tiết, ở đây đều là những cái widget mà cái theme này nó đã thêm vào, và sau khi đó thì các bạn đã cài đặt xong thì lập tức nó sẽ được tự động thêm vào trên màn hình. Các bạn thấy đây là thực chất là cái UI in Sky, là cái widget hiển thị thời tiết này. Yên tâm các bạn, sau khi cài đặt xong thì các bạn bấm vào thì nó sẽ cho phép các bạn download về để chúng ta có thể thêm vào. Tuy nhiên một số cái như là UCC screen ấy rất khó để có thể thêm vào, và lập tức là cái theme của bạn sẽ không được đẹp như cái kia nó hiển thị, mà cực sẽ xấu đi khá là nhiều. Và như vậy mình đã giới thiệu các bạn xong một cái launcher Boost Launcher, là một cái launcher cực kỳ độc đáo, đem lại cho chúng ta những cái giao diện home screen rất là khác biệt, không hề giống bất kỳ ai, và chúng ta có thể tùy biến theo phong cách riêng. Ngoài ra sau khi đã tùy biến xong, các bạn cảm thấy cái theme của mình độc đáo cũng có thể tự upload lên cái Boost Launcher này bằng một tài khoản các bạn tải về, bằng một tài khoản các bạn mà đã đăng ký bằng Facebook hoặc Google đều được.
Và các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên like, share được với bạn bè. Và nếu các bạn có team gì đẹp hoặc có lên chơi gì khác độc đáo nữa thì hãy share chúng tôi để có thể giới thiệu đến với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau.